Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2. Ở tập trước Lộc đã làm được một cái chỗ farm zombie rồi các bạn. Đấy. Trong tập hôm nay Lộc sẽ thực hiện yêu cầu của rất nhiều các bạn ở những tập trước ấy, là làm một cái cầu bắc qua chỗ ban enchant các bạn. Đấy, mình đã xây được cái mấy cái trụ trước rồi các bạn à. Kiểu như bắt xéo ngang từ đây qua đó đây. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem luôn nè. Đấy, nguyên liệu chính là mình định dùng làm đá các bạn. Đấy. Tiên trước tiên để lên một ô cái đã. Rồi. Đá đặt ngang thôi. Cái gì đá đặt ở phía trong nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Đấy. Rồi tương tự với bên kia luôn các bạn. Rồi lắp đặt lên luôn. Rồi qua bên kia làm. Mình làm kiểu đối xứng như này nó sẽ dễ hơn. Chứ mình sợ làm kia mình làm xong cái bên đây với bên kia nó không có giống nhau các bạn. Rồi lắp thêm ở đây nè. Đây và ở đây. Ây da. Đây, đó. Rồi. Ở đây và đây. Ây da. Các bạn nói sao cho nó đụng vô cái trụ này là đúng nha các bạn. Đó. Vô gì rồi đi vô. Đấy. Không biết lập làm gì có giống nhau không nữa. Đấy, giống nhau đấy. Rồi. Giờ bắt đầu làm cho cái đường đi lên nha các bạn. Cái này là phải đặt gì này. Để sau này còn đặt cái hàng rào lên nữa các bạn. Cái này cũng như con đường đi thôi chứ không giống cây cầu vô lắm nhưng mà không sao đâu. Đấy. Rồi, đặt vô. Đường đi này khá là rộng các bạn à. Đấy. Trên đây thì đặt hàng rào vô thôi. Rồi tiếp theo là nối qua bên kia luôn các bạn. Đấy. Cứ đặt ở viền trước nha các bạn. Nếu các bạn đặt ở bên trong cái nó sẽ sai đấy. Rồi ok, mình đã sửa lại xong rồi. Bây giờ mình sẽ đặt một ít cái hàng rào ở trên các bạn. Đấy, hàng rào chắc dùng gỗ băng sam đi. Thì hàng rào gỗ băng sam thì nó sẽ đẹp hơn các bạn. Thì mỗi bên này chắc không tới 15 lốc đâu. 1, 2, 3 à, đúng rồi các bạn. Ồ 1, 2, 3 đấy. Rồi bây giờ ở phía dưới ấy, mình dự định sẽ dùng trụ bằng bằng gì ta, bằng đá cuội được không. Ok, thử đặt đá cuội dưới các bạn. Lắp đặt lại. Kiểu như nó chống lại cái ở phía trên các bạn. Đấy. Rồi ở đây một cái nữa nè. Này đào ra đi. Chắc phải làm thêm tường đá các bạn. Đặt tường đá xuống luôn đi. Thấy tường đá làm mấy cái cầu cũng khá đẹp. Nhưng mà mình không biết xây cầu lắm à. Mình nớp vụ xây cầu lắm. Rồi đặt xuống. Rồi. Dạ. Rồi, giờ làm một ít cái tường đá nào các bạn. Tường đá phải không? Đấy. Chưa, để mình thử coi nó có ổn không đã. Ổn mới làm được các bạn. Ồ, tường đá bây giờ đặt dưới nước được các bạn. Ok. Đặt được là ok rồi. Đây. Đấy. 1, 2, 3. 3. Chưa được chưa? Còn ở đây sẽ đặt thêm gì ta? Vậy là phải craft thêm rất là nhiều cái tường đá các bạn mới đủ ấy. Rồi, craft thôi. Rồi, bây giờ ở đây ấy, mình sẽ dùng block gỗ mình đặt gì này. Ok chưa. Đặt thêm gì thử xem. Để nối mấy cái hàng rào là các bạn. Ok, đặt vậy thấy ổn hơn rồi đấy. Ở đây đặt vào lớp ở trên này. Đó, rồi đặt xi lắp vô. Đây và đây. Không, cái này đặt block mới đúng này. Cái tường trước, tường đá. Rồi tới block. Đó. Giống cái này chưa ta? Ok, giống rồi đó các bạn. Đấy. Cái này là đặt cái khối gỗ.
Đấy, xong rồi đấy. Wow. Nhìn cũng khá ổn các bạn. Không quá đẹp nhưng mà ok, vậy cũng có cái để đi qua đi lại các bạn. Nhìn nó hơi bự ấy. Này đặt đất lên đi. Đấy, cái này cần thì cạo vỏ ra cũng được. Nếu cạo vỏ xem như thế nào các bạn. Nếu không dùng hàng rào thì sao? Để mình đập hàng rào ra thử các bạn. Đấy, thử đập hàng rào coi coi nó có đẹp hơn không á. Ok, tạm thời đặt đặt gì đi. Các bạn nhớ ý kiến nha, nếu cái đó không đẹp thì nhớ comment chị nó lập nha. Lập sẽ sửa lại. Đấy, còn tạm thời để gì thôi các bạn. Rồi, đuốc đầu cắm vô. Đấy, cắm đuốc là ok đấy. Rồi, không sợ zombie các thứ luôn. Ở đây cũng đuốc nữa này. Rồi, ở đây có gì mình thích đây, mình ngồi vừa đứng trên cầu này câu cá cũng được đó các bạn. Đấy. Wow. Đấy, có đường đi qua rồi. Giờ khỏi khỏi con loại xong nữa các bạn. Có nhiều bạn nói sao anh không làm cầu đi ấy. Ok, mình đã làm rồi đó nha. Rồi. Giờ nói lại thôi. Rồi. Đấy. Ở đây trồng thêm một cái cây là đẹp rồi các bạn. Để mình lấy cái mầm gỗ sồi rồi mình trồng lên cho các bạn xem nha. Hình như mình còn một ít xương các bạn. Bột xương ấy. Mầm gỗ sồi. Đây một mầm này. Bột xương còn 9 cái. Rồi. Nói chậm luôn. Mình muốn trồng mấy cây bự bự các bạn. Trồng mấy cây nhỏ nhìn nó hơi kỳ quá mà. Hy vọng ra cây bự đi. Trồng ở đâu đi cho đẹp đây. Trồng đây đi. Cây lùm tè à. Rồi. Cây bé xỉn thôi các bạn. Phải cây bự bự ấy. Đập trái ra. Đập ra táo luôn này. Rồi. Để đập ra hết chỗ này cái đã. Sao trồng ra toàn cây nhỏ không nha. Chả hiểu sao à. Cái cây này cây thứ hai đấy. Ok, mình sẽ đập cây này nữa. Chứ ra cây nhỏ quá các bạn. Ok. Có vẻ bên đây trồng không ra cây bự được các bạn. Mình trồng hai cây mà chưa ra được cây nào cây bự hết. Rồi hy vọng bên đây nó sẽ ra cây bự nè. Đấy. Gì đi. Đấy, cây nhìn gì cũng được các bạn. Có điều nhìn bên đây nó ít lá một tí. Chắc sau này mình sẽ sửa lại sao, không sao đâu. Ít nhất cũng có cái cây rồi các bạn. Bên đây một cây nữa. Đấy, nó mới đồng đều các bạn. Đây cây đây đi. Có mực. Rồi. Mấy con mực này thích ủi vô bờ chứ nha. Nãy giờ hai con đấy. Cây gì cũng được. Ít nhất nó không quá lùn đâu. Đập này ra đi. Đấy. Rồi ok, mình đã quay trở lại đây. Đấy, mình dự định xây một cái chỗ áp cao câu cá riêng các bạn à. Nhưng mà hiện tại thì chắc để nó trong cái chỗ enchant đi các bạn. Đấy, giờ mình chưa có thời gian để xây ấy. Nên tạm thời đặt nó trong đây đi. Đấy, trong đây còn khá trống này. Mình sẽ đặt bên đây cũng được. Đấy, chỗ này không có tốn nhiều diện tích lắm đâu các bạn. Rồi, các bạn đập ra cho mình nha. Đầu tiên các bạn đặt hai cái rương ở dưới trước. Đấy. Hai cái rương. Nước. Ok. Một cái hopper. Đấy, chỉ vô cái gương nha các bạn. Đó, rồi một cái hàng rào phía trên. Đấy, một tấm áp lực ở trên luôn. Rồi một cái khối nhạc ở đây. Và một block để chặn ô gì là phải dời vô ô nữa các bạn à. Dời xuống một ô nó mới được. Tại vì nó đụng vết tường rồi. Dạ. Rồi, giờ đặt khối nhạc đây nè. Rồi cái cửa sập để cho nó chỉ gì nè các bạn. Đấy. Sau đó là một cái hopper chỉ vô cái rương. Hopper. Rồi một cái đúng không ta? Cái hàng rào. Đấy đúng rồi, gì là đúng rồi các bạn. Đổ nước vô. Đấy, một cái tấm áp lực ở trên. Rồi xong, vậy là xong đó các bạn. Cái này các bạn thích thì làm hai cái rương giống như mình này để cho chứa được nhiều đồ ấy. Bây giờ chế tạo một cái cần câu nè. Cần câu đó. Rồi thì đứng đây câu thôi các bạn. Này, các bạn chỉ vô cái khối nhạc nha các bạn. Đấy, chưa để mình chặn lên nè. Mình có làm một ít cái này để chặn lại này, vì mình sợ đi
nước nó hút vô các bạn à. Đó, cây chưa, cây chưa, đặt ở trên luôn. Rồi công việc là quăng cần câu vô các bạn. Và không đặt gì thì có nhạc không kêu. Rồi đứng đây câu, mình sẽ câu cho các bạn xem vài con nha. Đấy, nghe tiếng nhạc đã không? Bịch 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 bịch. Đấy, khi mà bác các bạn câu như vậy này đó, các bạn vừa được kinh nghiệm này, vừa được cái món đồ kiểu như là sách phù phép các bạn, với cần câu nữa, nhiều khi ra cái cung thứ dữ luôn. Nói chung là câu cá này tỷ lệ là phụ thuộc vào cái cần câu với là thời tiết các bạn. Thời tiết mưa nó sẽ ra được mấy đồ hiếm cũng như là mau có cá hơn. Đó, đợi công việc đứng đây là ngồi AFK là gì đó các bạn. Ừ, lâu thế. Khi nào mà mình câu dính cái nó sẽ tự động hút vô cái gương các bạn, nên các bạn cứ yên tâm đi. Lâu thế nhỉ. Hơi lâu các bạn, tại cung cái cần câu mình chưa có enchant này. Rồi có cá kìa. Đó, được thành tựu hết chưa. Đấy, được cá này. Để coi cái cần câu mình được cái dòng gì nha. Dòng ống 3. Ok, chắc mình enchant cây cần câu luôn các bạn. Để cho lâu hư ấy. May mắn 3 luôn, ok. Gì cũng được à. Ừ, mình khuyên các bạn là nhớ đập ở trên nha. Ừ, được không ta? Tại vì có mặt trời như tỷ lệ ra cá nó nhanh hơn, cao hơn cái gì các bạn. Ok, đây mình câu thêm một con cá nữa cho các bạn xem nha. Đấy, được một con rồi. Mình hiện tại mình có cái cần câu may mắn 3 này, hy vọng sẽ ra được sách phù phép sớm các bạn. Thông thường ngồi kiếm cuốn sách mending đây, AK tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là có sách mending nha các bạn. Nếu có cần câu có anh chán nha. Còn cần câu thường thì mình không biết. Cần câu thường chắc có thể lâu hơn các bạn. Đấy, đó có cá kìa. Rồi đấy. Được cái móc dây 7 các bạn. Rồi, giờ chắc là đập ở trên các bạn. Để ngay chỗ nước này nó phải có ánh sáng nó mới ấy hay vậy. Mình nhớ không lầm là vậy ấy. Ok, giờ đi lên trên ra, ngủ trước. Trước tiên là phải đi ngủ các bạn. Ngủ. Vậy được không nhờ? Ok, gì đi. Rồi ở đây sẽ đặt lại đó. Ok, gì cũng ổn đấy. Rồi giờ đi xuống thôi. Các bạn cứ yên tâm, trên đây nó sẽ không có quái đâu các bạn. Tại mình dùng slab ở nửa dưới ấy, cho nên không có quái spawn đâu, các bạn cứ yên tâm nha. Chỗ đó mình chưa thấy ok cho lắm. Không sao đâu. Rồi, dậy xuống. Đấy. Cái chưa, cái chưa. Rồi, đứng đây câu các bạn. Đây, ở trên này nó có ánh sáng này. Đó. Nó mới ra cá nhanh hơn các bạn. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ câu thêm một con cá nữa cho các bạn xem nha. Xong mình sẽ đi gì ta? Tìm câu báo đi. Tại tập trước mình chưa tìm câu báo nữa. Đấy, giờ đang muốn tìm câu báo các bạn. Hôm nay mình tìm được 2 cái câu báo rồi. Nhưng mà đồ cũng khá thôi các bạn. Đấy. Sắc bén 4 đầu nhanh dưới nước này. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy là cái máy câu cá giống như mình này, nó khá đơn giản, mình học từ một YouTuber. YouTuber nước ngoài các bạn. Dạ. No. Rồi. Bây giờ chắc mình cắt đồ rồi đi tìm câu báo tiếp các bạn. Ok. Hẹn gặp lại các bạn khi mình cắt đồ xong nha. Rồi, bây giờ thì let's go. Cái bản đồ này quen thế. Bản đồ này phải đi về hướng đông nam các bạn. Hướng đông nam nha. Đấy, rồi ngồi xuống. Hướng đông nam, để mình lấy gì nhìn cho dễ các bạn. Hướng đông nam. Chắc giờ đi về hướng đông trước đi các bạn. Hướng đông là cái này là hướng đây, hướng đông hướng này các bạn. Rồi thẳng về hướng này đi. Đó, bản đồ nó mở ra đấy, theo bạn thấy chưa. Nói chung tìm bản đồ này mình thì thường đi về một hướng trước các bạn. Đó, đi thêm chút nữa rồi rẽ xuống hướng nam các bạn. Rồi giờ quay về hướng nam thôi. Hướng này, hướng nam này. Ok. Đó, thấy bản đồ nó mở ra đó các bạn. Tính ra cái chỗ mình sống ấy gần, chủ yếu là gần vùng băng các bạn. Đấy, bên đây có băng này, có tuyết luôn này. Khi nào mình cần cát chắc mình qua đây lấy cát quá, tại vì khu mình ít cát các bạn. Rồi đi thẳng thôi, có báo trước mặt kìa. Gắn shader vô nhìn nó, ánh mặt nước nó đẹp ghê các bạn.
hủ cá đồ các thứ này. Wow, tập bữa nữa chắc mình sẽ thay bể cá đấy. Ồ, chứ mặt kìa các bạn, đừng nói chỗ này mình đi rồi nha, nghi lắm á. Ồ, y hệt luôn, y hệt chỗ bữa hổm mình đi luôn. Nói chứ gì nữa. Ô sao bản đồ có báo mà bị trùng à? What the hell? Là ngay ngay đúc luôn rồi các bạn. Ồ bản đồ có báo dởm rồi. Các công tới đây rốt cuộc dục vứt đi. Vãi thật. Bị chôn rồi. Ok, trước khi đi mình sẽ lấy một ít bát súp các bạn. Đấy, hôm gà chỉ ăn có một loại thức ăn thôi. Giờ mình sẽ lấy thêm một phụ dạ. Lấy thêm một ít bát súp nha, súp nấm này. Đấy, và bốn rồi. Đấy, có thức ăn rồi mình sẽ bắt đầu đi luôn các bạn. Mình sẽ lấy một cái bản đồ kho báu này. Đấy, bản đồ kho báu này. Wow, bản đồ kho báu này phải đi về về hướng gì ta? Hướng Tây. Tây Bắc các bạn, đi xéo về hướng Tây Bắc một xíu thôi. Đấy, ok, giờ lên đường luôn. Tại mình có đem theo cái giường mà. Ok, giờ xác định hướng nào? Hướng Tây Bắc, hướng này là hướng Đông. Hướng Nam. Hướng Tây này, hướng này hướng Tây các bạn, Tây Bắc, đi xéo về hướng này này. Đó, đi xéo về hướng này này. Vậy là nó ở vùng biển phía bên đây các bạn. Hả? Cái này bản đồ có báo này gần này. Gần mình lắm. Rồi đi thẳng như này thôi. Rồi đi tiếp thôi. Ui dạ. Cái chỗ này quen lắm các bạn. Hình như chỗ này mình đi rồi luôn rồi. Kế bên luôn này. Đừng cho anh ta mà men. Hồi nãy mới lấy cái bản đồ kia đi cũng ngay cái chỗ mình đào rồi các bạn. Không biết cái này nó có giống cái kia không nữa. Nói chứ gì nữa. Bản đồ điêu rồi. Ở đây mình đào rồi này. Buồn thật. Ok, sẵn tiện mình chơi ít con zombie các bạn. Mày hả? Mày hả? Mày. Tại vì mình có cây kiếm nhặt này, mình quýnh mấy con này nó sẽ tăng tỷ lệ ra cây đinh ba các bạn. Hay mình thử mình qua đây coi còn gặp con nào không. Đấy, giờ bị cú lừa đấy. Để xuống đây thử coi. Cày sẽ đỡ nó hơi khó nhìn các bạn thông cảm nhá. Ở đây còn block này. Nó không spawn ra nữa à. Chắc phải đi tìm cái bản đồ kho báu khác rồi các bạn. Cái bản đồ kho báu này mình tìm hết rồi. Ok, giờ đi tìm chỗ khác thôi. Chưa các bạn, đợi một xíu mình tắt shader cái nha. Để gì khó nhìn lắm các bạn.